Cô xin mến chào với cô chú gì gần xa đây xem kênh LTK Bonsai. Nay nhà vườn Ngọc Hiếu còn lên clip có rất là nhiều loại cây của chú chị. Cây ăn trái sứ cũng có nè, sigo, khế gân, kiều hùng, cốc thái, siêu trái. Cây rất là đẹp quá của chú chị. Giá hôm nay con sale cũng rất là mềm. Hoa giấy này của chú chị. Và những bông trang, sam hương, rất là nhiều loại. Rất mong được ủng hộ với chú anh chị. Con cũng cảm ơn quý cô chú anh chị clip vừa rồi đã ủng hộ con. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị clip này. Số điện thoại Zalo của con là 0876 803 903. Rồi con xin vô cây đầu tiên là cây mã số 1 là một cây trang vàng lá nhỏ với cô chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Rồi con xin xem một dòng cây này cũng được vô dây cô chú anh chị. Có cái bạch đế khá đẹp. Chiều cao là 32, ngang là 34, hoành ngay vị trí đây 14, đô cái cũ này là 44. Rồi cái cây trang vàng mã số 1 này con giao lưu của chú anh chị giá chỉ 390 ngàn với chú anh chị. Khi ship đi con sẽ đóng khung, đóng cái vô cái thùng cho chú anh chị. Cây thuần chậu của chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây mã số 1 ạ. Rồi tiếp theo mã số 2. Cây này thì con lọc nhánh rồi con chưa vô dây của chú anh chị. Chú anh chị coi dĩa có tay nghề điểm dây ra. Chiều cao là 30, ngang vậy là 27, hoành ngay vị trí này cũng 14 của chú anh chị. Hoành cũ nhưng vị trí này 42. Rồi cái mã số 2 này con giao lưu với cô chú anh chị giá chỉ có 290 ngàn thôi, 290k. Con cũng bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Rồi con xin phép đỡ cây. Tiếp theo là mã số 3 là một cây trang sen Nhật của chú anh chị. Mã số 3. Cái bông trang sen Nhật thì nó rất là lâu tàn của chú anh chị. Đây là mặt hoa của nó nè. Chiều cao là 25, ngang là 29. Hoành ngay vị trí này 16. Đế 24 giờ của chú anh chị. Hoành đế như vậy là 25. Cây cũng được vô dây cô chú anh chị. Cô chú anh chị về thay cái chậu đẹp là chơi à. Cây cũng đang cho hoa lên đọt là chuẩn bị cho hoa nữa nha cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 3 này con xin phép giao lưu với cô chú anh chị giá 400.000. Chỉ có 400.000 với cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 4. Cũng là một cây bông trang sen Nhật. Mã số 4. Cao như vậy là 23, ngang là 30, cho nghe vị trí này là 17 của chú anh chị. Còn cái cũ dưới đây là nó 27, có gì là 27, đến 24 giờ với cô chú anh chị. Rồi cái trang sen Nhật mã số 4 này con xin cho phép giao lưu với cô chú anh chị giá chỉ có 400 ngàn của chú anh chị. Cây này mà hoa nó nhiều hơn cái cây kia. Cái kia này nó mới đâm đọt thôi. Rồi con xin phép đổi cây mã số 4 ạ. Rồi là con lên tiếp theo là mã số 5. Là một cây trang đỏ lá nhỏ cô chú anh chị, trang xưa cô chú anh chị. Cái này trang xưa. Mã số 5. Nó có cái dáng khá quái cô chú anh chị. Cao là 39. Ngang là 40. Hoành ngay vị trí này 18. Cái đường kính bầu nó là 31. Bộ đế khá quái rồi chú anh chị, giống như con cái con gì nó đang nằm vậy. Vàng xương thì cũng khá vậy, mịn. Cây sống khỏe của chú anh chị. Rồi cây mã số 5 con giao lưu của chú anh chị giá chỉ 500 ngàn của chú anh chị. 500k. Cũng bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị. Địa chỉ nhà vườn của con thì ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp quý của chú anh chị. Rồi tiếp theo là con lên một cây cây linh sam. Cây linh sam song hình của chú anh chị. Này dạng để bàn nè. Rất là đẹp. Những mini thôi. Cái này là mã số số 6. Cao là 15. Cây tán đổ nó về là 22. Hoành thì cô chú anh chị có thể so sánh với cái bút lông giùm con khỏi đo. Cây gì là cô chú đi chơi à, khỏi cần làm gì khác chứ. Tỉa cắt tỉa thêm.
Rồi cây mã số 6 này con giao lưu với cô chú anh chị giá 400 ngàn cô chú anh chị ơi. 400k. Mã số 6. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 7. Là một cây linh sam siêu bông cô chú anh chị. Linh sam siêu bông mã số 7. Rồi con xin phép đo thông số cho quý cô chú anh chị. Cao vậy là 28. Tổng tán nó là 47. Ngang như vậy là 27. Vành ngay vị trí đây được 15. Cái cũ của nó được 45 cô chú anh chị, có hơn nữa. Cái bộ đế sổ nôm của nó tới cái cành này vậy là 28. Thì cái cây mã số 7, cây linh sam siêu bông này con phép xin phép cho luôn cô chú anh chị giá 500 ngàn cô chú anh chị. Giá bao gồm chậu với cô chú anh chị, bao ship. Rồi con xin phép đổi cây mã số 7 ạ. Rồi tiếp theo con xin phép lên cây mã số 8. Là một cây sam hương Đài Loan với cô chú anh chị. Sam hương Đài Loan. Đây con xen vòng. Mấy cái nhánh này là con để cho nó kéo cái mặt thẹo của chú anh chị, cho nên con không có cắt. Cao nó về là 40. Tổng tán nó là 40 luôn. Ngang về là 22. Vành ngay vị trí này 18. Nguyên cái cũ đế nó về là 31. Nằm trong cái dĩa xưa cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 8, cái cây sam hương Đài Loan này con xin phép giao lưu với cô chú anh chị giá 500 ngàn cô chú anh chị. Cây này sữa nhiều nước nuôi lắm nha cô chú anh chị. Cái tiền công sữa nó cũng đủ tiền cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là con lên Siri Thái siêu trái của cô chú anh chị. Cây này con cũng điểm một nước dây định hình rồi. Cái cây này con đi con sẽ ship vô cái thùng shop cho cô chú anh chị. Thân co lắc cất quái rồi cô chú anh chị. Chú anh chị không thích cái ghế này gì cô chú anh chị phải cắt bỏ ghế này vẫn được. Để nó gom ghế đế lại cô chú anh chị ép chậu á. Cây nó sống khỏe nó thuần chậu rồi. Ghế mền rất là nhiều. Chiều cao là 39. Cái hoành ngay vị trí này 16. Ngang của nó như vậy là 47. Cái đường kính chậu hiện tại là 29 rồi chú đi, lọt làm 29. Rồi cây mã số 9, cây siêu thái siêu trái này con xin mạng phép cho luôn với cô chú anh chị giá chỉ 500 ngàn với cô chú anh chị. 500 ngàn là giá bao gồm với ship cô chú anh chị. Cái này con ship đi có lỡ có bể cái chậu của chú anh chị thông cảm nha. Nếu con thấy không an toàn thì con sẽ bó bầu cho cô chú anh chị. Nó cũng mục cũng cũ kỹ à, chậu bằng mũ. Rồi con xin phép đổi cây với cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là con lên xứ Kỳ Duyên. Cái cây rất nặng này cô chú anh chị. To à. Xứ Kỳ Duyên cô chú anh chị. Mã này mã số 10. Xứ Kỳ Duyên. Nhìn phải cái đoạn xây xích lại nha. Tàn nó rất là lớn nha cô chú anh chị. Quay vòng rồi con đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo. Nó có dáng thú giống hào hào như con thú nha cô chú anh chị. Chiều cao nó tới mặt bầu là 106. Ngang của nó như vậy á là 91 cô chú anh chị. Hoành con đo ngay vị trí này á là 36. Tổng cái cũ về là 72. Nếu đo xuống tới dưới đây nó to lắm cô chú anh chị. Tới dưới đây luôn là 86 cô chú anh chị. Rồi cây sứ Kỳ Duyên mã số 10 này con xin giao lưu với chú anh chị giá 1,4 triệu với chú anh chị. Là bao ship của chú anh chị. Khi ship đi á, là có rụng lá này kia, rụng hoa này cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Tại vì cái loại sứ này cô chú anh chị về phơi khô tầm khoảng 2 tuần á. Ở trên cô chú anh chị nào không có dành gì trồng sứ, cô chú anh chị có thể liên hệ em sẽ hướng dẫn. Còn cô chú anh chị nào biết thì bỏ qua cho em. Hoa nó rất là đẹp cô chú anh chị. Hoa nè, cận lại cái cho cô chú anh chị xem hoa, hoa nó rất là đẹp,
dạng cánh cáp luôn cô chú anh chị. Xứ kỳ duyên này là trồng nhánh nó rất là lâu lớn, cây mà bự vậy là cũng rất là hiếm cô chú anh chị. Rồi con xin phép xuống cây mã số 10 ạ. Rồi tiếp theo con lên cây mã số 11, cũng là cây xứ kỳ duyên. Ngày hôm nay con được 4 cây luôn chú chị. Mã số 11. Cô chú anh chị mà thí dụ chốt 4 cây con sẽ tính cái giá rẻ hơn cho cô chú anh chị. Những cái cây xứ này đi con sẽ chỉ bó lại giữ ẩm này cô chú anh chị. Sợ nó dư nước á. Xứ thì cái thân nước. Chiều cao là 115. Ngang như vậy là 85. Cái hoành ngay vị trí này con tính cô chú anh chị 37 thôi. Tại không khi có cấn. Đó to tổng cái đế như vậy là 95 cô chú anh chị. Rồi, cây sứ kỳ duyên mã số 11. Con xin phép giao lưu với cô chú anh chị giá của 1 triệu tư với cô anh chị. 1 triệu 400k. Rồi, con xin phép xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 cũng là cây sứ kỳ duyên luôn của chú anh chị. Cái cây này nó có vết chày do chân này là do vận chuyển mà nó đã kéo thành đây là thịt tươi như cô chú anh chị đây. Quà cho cô chú anh chị xem nè. Không có ảnh hưởng gì tới sức sống của cây nữa chú anh chị. Cây cũ đặc rất là to. Sứ kỳ duyên duyên trăm trăm của chú anh chị. Chiều cao là 82. Ngang là 80. Hoành cổ ngay vị trí này 37. Cái củ khá bự nha cô chú anh chị. Cái củ ngay vị trí này là 76. Rồi cây sứ kỳ duyên mã số 12 này con xin phép giao lưu với cô chú anh chị là cái giá 1 triệu 300 ngàn đồng. 1 triệu 3 cô chú anh chị, sứ kỳ duyên. Rồi con xin phép đổi cây mã số 12 ạ. Rồi tiếp theo là mã số 13. Cũng là cây sứ kỳ duyên luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị chốt 4 cây này con sẽ tính một cái giá cho cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị lấy 4 cây. Đây con có vết cắt cho bể thừa con đã tha keo rồi cô chú anh chị. Còn đây thì nó vết chày vận chuyển thôi mà thịt tươi cô chú anh chị. Đây, nó lành rồi cô chú anh chị, không có ảnh hưởng gì tới sức sống của cây. Củ rất bự. Tổng chiều cao nó như vậy là 108. Ngang là 86. Hoành ngay vị trí này thì được 36 của chú anh chị, 36. Hoành cũ của nó ngay vị trí này như vậy á là nó 85 của chú anh chị. 85, cây rất to của chú anh chị. Khi đi con không có xếp cái chậu này cô chú anh chị, con sẽ bó giữ ẩm ít rơm thôi để cho cây nó khỏe. Sứ thì thường thường người ta xếp là người ta xếp không có phân rơm luôn. Rồi con xin phép giao lưu cái cây mã số 13 này là 1 triệu 4. Rồi con xin phép đổi cây quý của chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 14. Là một cây phôi hoa giấy Mỹ với cô chú anh chị. Cây đã sống khỏe của chú anh chị. Khi đi là con sẽ bó cái bầu lại chứ con không có xếp nguyên cái bầu gì nữa. Phân gom nhiều nặng rất nặng của chú anh chị. Cái giá con bán cái cây này cũng rất là mềm cho cô chú anh chị dễ chơi nữa. Cho nên con sẽ bó cái bầu giữ ẩm thôi. Chiều cao là 92. Hoành ngay vị trí này là 27. Hoành đế gì á là 53. Bộ đế sổ là 57. Rồi cái cây mã số 14, cây phôi hoa giấy Mỹ này con xin phép cho lui cô chú anh chị giá chỉ có 400.000 cô chú anh chị. 400k. Rồi con xin phép đổi cây mã số 14 ạ. Rồi tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 cũng là cây phôi hoa giấy Mỹ. Cây này clip trước con đã từng giao lưu với cô chú anh chị mà chưa có xong giá cho nên clip này con giao lưu lại.
Cây rất đẹp của chúng đi. Chiều cao là 85. Tổng bộ đế sổ như vậy á là 70. Vành ngay vị trí này á là 33. Đo như vậy á là 80. 78 của chúng chị, con xin lỗi, 78. Rồi, cái cây mã số 15, cây phôi hóa với Mỹ này con giao lưu của chú anh chị, giá chỉ có 700 ngàn của chú anh chị. 700k. Giá là bao gồm phí ship của chú anh chị. Rồi, con xin phép đổi cây ạ. Rồi, cây mã số 16, cũng là cây phôi hóa với Mỹ. Cái cây này là con không có xếp chậu của chú anh chị. Con sẽ bó bầu cho chú anh chị. Mã số 16. Cây này rất to, xác rất to của chú anh chị. Cao về 73, cành bay nó ra như đôi như vậy là 36. Cái hoành ngay vị trí này 37. Bộ đế sổ nó là 43. Cây này có cái vết gãy cắt ra cái này của chúng đây, với cái vết chày do vận chuyển ở trên đây. Không có ảnh hưởng gì tới cây của chúng đây. Cây mã số 16, cây phôi hoa giấy Mỹ này còn giao lưu của chúng chị giá chỉ 450 ngàn của chúng chị. 450k. Bao ship toàn quốc, cây rất to của chúng chị. Rồi con xin phép xuống cây mã số 16 ạ. Rồi tiếp theo là mã số 17, cũng là cây phôi hoa giấy Mỹ. 17. Con xin xoay vòng rồi con đo thông số cho quý cô chú anh chị. Khá quái đẹp nha cô chú anh chị. Chú anh chị về có ghép bất cứ cái loại hoa giấy nào vô cũng vẫn được. Hoặc là chơi cây ghiên cũng bông hoa cũng rất là đẹp. Vành ngay vị trí này là 21. Tổng cái chiều dài của nó về là 76. Đế sổ của nó là 49. Mình cũng đo nghe vị trí này 44. Rồi, cây mã số 10 cái này mã số 17. Cây hoa giấy còn xin giao lưu quý cô chú anh chị giá chỉ có 400k thôi cô chú anh chị, 400.000. Rồi, mã con xin xuất phép xuống cây mã số 17 ạ. Rồi, tiếp theo con sẽ lên Sigo của chúng ta. Ngày hôm nay con có hai cây Sigo rất khủng. Cây đã đâm thực sống khỏe của chúng ta. Chiều cao như vậy là 68. Khi ship đi cái mấy cái thực non này có gãy của chú anh chị không nhận dùm. Tại cái này con bán giá phôi của chú anh chị. Hoành con đo ngay vị trí này á là 48. 48 hoành. Đế thì nó trải đều kính mặt bầu, con đo mà cần kính mặt bầu thôi của chú anh chị. Kính mặt bầu là 39. Trải đều của chú anh chị. Rồi cây Sigo mã số 18. 18 này con xin giao lưu quý của chú anh chị giá chỉ có 2 triệu của chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị. 2 triệu. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 19, cây rất nặng nha cô chú. Rễ nó to. Này, cô chú anh chị chơi cây bay rất đẹp nha cô chú. Này, cây mã hứng này, cây bay. Rất là đẹp. Chiều cao của nó là 70. Cái cành bay của nó ra như vậy là 66. Hoành ngay vị trí này á là 51. Cây này đế lực nghe của chú anh chị. Sigo mà hoành 50 này rất là hiếm của chú anh chị. Nếu có giá cũng rất là cao. Ngang mặt bầu là 36 thôi. Rồi, cái cây Sigo mã số 19. Cây này cây 19. Con xin cho phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu với cô chú anh chị. 3 triệu, mã số 19. Rồi, con xin phép xuống cây mã số 19 ạ. Rồi, tiếp theo là cây mã số 20, là một cây khế gân. Cây được nuôi cốt cạnh, chú anh chị. Dạng theo lối kiện cổ. Ví dụ của chú anh chị gì không thích, thì của chú anh chị gì thể tán đây mình. Là một con, một cái cây thú hồi đầu rất là đẹp nha chú anh chị. Mà dáng thú
Tổng chiều cao của nó về là 114. Cái vành ngay vị trí này đã là 33 của chú anh chị. Ngay vị trí là 33. Còn đo lên tuốt lên trên của chú anh chị tham khảo dễ mua. Vị trí đây 28. Cây rất gió cây của chú anh chị. Hoành đế của nó là 94. Con đo cái cành số 1 cho cô chú anh chị. Cành số 1 của nó là 20 chú anh chị. Rồi, cái cành hồi của nó gì chắc cũng cỡ đó cô chú anh chị. To hơn nữa, 24. Cốt cành thì nó đi đều nhau nha cô chú anh chị. Trên đây cũng 19 của chú anh chị. Giót cái cây rất là giót nha cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 20 này con xin phép giao lưu với cô chú anh chị giá 4 triệu của chú anh chị. 4 triệu. Này, hai chân trước, hai chân sau nè. Đúng ngát thú luôn á. Rồi con xin phép xuống cây mã số 20 cây thứ răng ạ. Rồi số 21 là một cây kiều hùng với cô chú anh chị. Kiều hùng. Cây này con dâm ủ rất lâu rồi, nó đã sống khỏe ra rễ tới ngoài của chú anh chị. Số 21 kiều hùng. Chú anh chị nào chưa có biết cái mặt gì mặt hoa kiều hùng á, thì cô chú anh chị có thể liên hệ qua con qua số Zalo là 0876803903, số điện thoại có trên cái bảng của chú anh chị. Con sẽ gửi mặt hoa cho quý của chú anh chị. Những thắc mắc gì của chú anh chị nhắn qua trực tiếp qua Zalo con hoặc gọi trực tiếp số điện thoại với con. Con đo tới mặt phôi đi cô chú anh chị, tại cái này con bán giá phôi. Thế mặt phôi như vậy á là nó 21. Hoành như vậy á là 30. Cái này nó liền cô chú anh chị, cái này tại nó mọc cái ra một cái nhánh. Đế rất là lực. Đường kính bầu là 31. Cây này nó có cái mặt cắt chứ không có vấn đề gì cô chú anh chị. Thịt nó rất là chắc nha cô chú anh chị. Rồi cái kiều hùng mã số 21 là con giao lưu của chú anh chị giá chỉ 500.000 cô chú anh chị. 500k. Rồi con xin phép xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 22. Cũng là cây kiều hùng của chú anh chị. Cây cũng dâm ủ rất lâu, rễ nó ra tới ngoài rất là nhiều của chú anh chị. Này. Trắng hết trơn. Cao là 57. Mình ngay vị trí này là 23, có hơn 23 của chú anh chị, gần 24 luôn, tính của chú anh chị 23 thôi. Đường kính bầu là 23 luôn. Rồi cái kiều hùng mã số 26 này con giao lưu của chú anh chị giá 600.000. Con cũng bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị. Rồi con xin phép xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 23 là cốc thái siêu trái. Cái cây này con bán giá phôi của chú anh chị, trước khi đi là con sẽ cắt ngắn lại của chú anh chị để tránh cây bị mất nước và mất sức. Khi cô chú anh chị về trồng vài hôm là nó sẽ ra tược, là cốc thái thì nó dễ ra tược lắm. Cây sống khỏe của chú anh chị. Quái nữa. Rồi cây có chiều cao tới mặt thôi như vậy á thì nó có chỉ có 24 của chú anh chị. 24 à. Hoành con đo ngay vị trí này á được 48. Rất to luôn rồi. Nếu mà đo xích xuống này nữa là còn ở nữa cô chú anh chị. Xích dưới đây là 49. 49. Cái củ của nó là được 68 của chú anh chị. Cái củ cũng rất quái nữa chú anh chị. Rễ vòng tròn tròn. Rồi cái cây mã số 23, cái cốc thái siêu trái này con giao lưu với quý cô chú anh chị giá 600.000 với chú anh chị. 600k mã số 23. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo cốc cũng là cốc thái mã số 24. Cao như vậy là 32. Hoành ngay vị trí đây là 53 của chú anh chị. Nó chạc xuống dưới cái cũ. Cái cũ như vậy là nó 65. Nó cây mã số 24 này con cũng giao lưu với cô chú anh chị giá 600.000 với cô chú anh chị. 600k. Trước khi đi con cũng cắt ngắn đi cô chú anh chị để tránh cây mất nước và xì cây á. Rồi con xin phép xuống cây mã số 24. Rồi tiếp theo là mã số 25. Cũng là cây cốc thái siêu trái của chú anh chị. Cây cũng đang cho trái của chú anh chị. Cốc thái thì nó rất là dễ cho trái của chú anh chị. Chiều cao là 28.
hoành ngay vị trí đây á là nó 46. Có chân có củ gì của chú đi. Rồi con xin phép giao lưu với chú anh chị cái cốc thái mã số 20 25. Cái này mã số 25. 25 với chú anh chị, 25. Giá chỉ 550 với chú anh chị. 25 550. Rồi con xin phép xuống cây ạ. Rồi tiếp theo con lên cái này là bao con bán cặp với chú anh chị. Mã số 26 là một cái cặp cốc thái siêu trái luôn. Cây này là con bứng ở vườn chứ không phải là cốc chiếc nữa, cây cũng đang cho trái. Mã số 26. Hai cây chiều cao nó cũng tương đương nhau, con đo một cây hiểu đúng chị. Chiều cao nó là 44. Hoành cây bên đây á là 28. Cây bên đây á là 26. Thì cặp cốc thái mã số 26 là con giao lưu của chú anh chị giá chỉ có 390.000 với chú anh chị. Cây là đã thuần chậu rồi chú anh chị, chứ không phải bầu đất nha. Cái này con đã xử lý đất hết đất rồi, chỉ còn là phân rơm nữa đó, thuần chậu. Rồi 390.000 mã số 26. Giờ con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 27. Cây này quá bông luôn chú anh chị. Nó đang cho hoa nè, mà trước khi đi con cũng cắt nha chú anh chị. Thơm là nó ra thật là nó sẽ ra bông đây hả. Cái này con bư ra cho cô chú anh chị thấy là cốc là con bứng tại vườn chứ không phải là cốc chiếc. Chiều cao là 45. Hoành ngay vị trí này 38. Rồi cây cốc thái mã số 27 này con giao lưu với cô chú anh chị giá chỉ 390.000 thôi. 390.000 với cô chú anh chị. Có một cây sở hữu một cây cốc thái đang có trái luôn. Rồi con xin phép đổi cây với cô chú anh chị. Rồi mã số tiếp theo là mã số 28. Cũng là mã số cuối clip của ngày hôm nay. Con cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem video. Con cũng mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ con, ủng hộ kênh. Chiều cao là 97. Cái vành ngay vị trí đây 53. Cái độ thoát thân nó, độ thoát thân của nó là 59 của anh chị. Cây cốc thái mã số 28 này con giao lưu với cô chú anh chị giá chỉ 690.000 thôi. 690.000 đã bao gồm phí ship. Cây thuần chậu của chú anh chị. Rồi con cuối clip con cũng xin chúc quý chú anh chị có một buổi xem video thật nhiều niềm vui và thành công nhiều trong cuộc sống. Con xin chào và hẹn gặp lại ạ.